Khoa đã có mặt tại Đà Lạt trong những ngày cuối cùng của năm 2021, ngày 31 tháng 12. Năm mới ta cũng mới là thông điệp sẽ được lan tỏa trong không gian này. Tất cả sẽ cùng có một ngày trọn vẹn bên nhau trong dòng chảy tâm linh bình an. Và đặc biệt đón giao thừa 2023 với tất cả sự tươi mát, kết nối, lan tỏa yêu thương. Các bỏ lại những muộn phiền vướng bận của năm cũ, bước sang năm mới thảnh thơi thong dong. Một trời hoa sáng bao la, chờ đợi ta kiếp sông pha. Bạn cùng tôi cầu nước non ta chung hòa. Ngoài ruộng sâu đã lên màu bông lúa đầu, ngành quỳ dương vui lên đường về đinh hương. Mùa đường xây đón ta đây, hợp ngàn tay thắm nên say. Rừng ngày mai tươi sáng trong khúc nhạc mừng mây. Cả đêm đi sớm hè hè đàn vai vai, cả đêm đi đã sức mạnh huynh đệ mới. Cho xanh tươi cây ước vọng bên suối đời, cho thắm lại tơ lòng ai thiếu yên vui. Bạn đường ơi nắng lên rồi gieo sáng người, nào cùng nhau ta mở đầu mùa hợp tấu. Dù ngày mai sống đôi nơi, hẹn rồi đây sát đôi vai. Nhìn ngày trôi nghe sức nghiêng ta chung hề phai. Ca lên đi xuân hè hè lên phai phai, ca lên đi ca sương mặn huynh đệ mới. Cho xanh tươi cây ước vọng bên suối đời, cho thắm lại tơ lòng ai thiếu yên vui. Bạn đường ơi nắng lên rồi gieo sáng người, nào cùng nhau ta mở đầu mùa hợp tấu. Dù ngày mai sống đôi nơi, hẹn rồi đây sát đôi vai. Nhìn ngày trôi nghe sức thiên ta chung hề phai. Xin hỏi chị Áo Hồng là chị đến từ đâu ạ? À thế ạ. À? Thế nhân duyên nào mà chị biết đến cái không gian ngày hôm nay để đến để kết nối ạ? À? Nhà thầy em là hàng xóm của chị Tuyên Bối ạ. À dạ vâng. Thế cảm giác của chị nào khi mà một ngày cuối năm và chuẩn bị bước sang năm mới ấm cúng bên nhau và cùng làm một cái điều gì đó kết nối lan tỏa như này ạ? Em cảm thấy rất là tuyệt vời và rất là bình an, hạnh phúc ạ. Vâng.